đi con chuột. Đi, con là con chuột hay là thằng chuột? Dạ, con ăn chuột luôn. Rồi, đi con chia sẻ cho mọi người tên gì? Dạ, 3 tháng rồi rồi. Con đi khám ở bệnh viện Đại học Y Dược. Bác sĩ nói con là bị ung thư hai vú. Thì đang nghi ngờ thì người ta mới bác sĩ mới cho con là làm xét nghiệm thử tế bào với là bây giờ tiểu cầu, nhưng mà đi vô phòng tiểu cầu thì người ta kêu là khó quá, người ta không có làm được. Cái con mới là đi xin cầu nguyện với Đức Mẹ ở chánh tòa Maria. Thì khi con lên ở ở trên sân vào Đại học Y Dược á, thì con gặp 10 năm về trước cái ông bác sĩ đó là ông cũng khám con. Thì ông mới là khám con lại, ông nói là bây giờ là thầy nói với con là cái này là không có chuyện nào tiêu phục được mà phải đền các chết hai cái vú của con. Cái con rung quá, cái con mới hèn ở bên này là giống như chạy trốn đi vậy. Hẹn lại là tháng 10, ngày 20 tháng 10 con mổ. Nhưng mà ông nói là ông phải đi hội thảo ở nước ngoài. Thầy phải đi hội thảo nước ngoài thì thôi con. Đầu tháng 11 con đi mổ. Thì lúc đó có cái gì đó là chị là bác sĩ ở bệnh viện Maria. Chị là người ngoại giáo. Chị mới nghe tin của cha. Chị mới là bác thúc con. Nhưng mà con lo con buồn nhiều lắm. Con cũng đi nổi nữa. Được cho chị nói ngoài thì con mới lò mò. Con tìm số điện thoại của cha, tìm chỗ ở của cha. Thì con đi một mình. Bữa đó con lên cách đây là được 6 ngày rồi. Thì con về hàng ngày, con mở cái máy của cha nghe. Nghe cha giảng và nghe những lòng thương xót của Chúa. Rồi con cứ 3 giờ là con đọc lòng thương xót của Chúa. Con xin Chúa cảm ơn cho con. Cả con khổ quá. Khi ca mổ của con á, là 70 triệu. Nhưng mà cách đây 3 năm á, có 70 triệu hay là 700 triệu con cần có. Nhưng mà trong thời gian vừa rồi con khổ dữ lắm. Chồng con phá hết cơm, con có tiền. Thì con có tiền thì con mới xin bác sĩ lại. Thì bây giờ ngày hôm nay mẹ con đi lên để mổ. Thì cùng cái thầy bác sĩ đó đuổi con về, nói là chị khám lại con, nói là chị đi về đi, chị lành tính. Và chị có tiểu phụ nhỏ thôi. Con cảm ơn cha và cảm ơn bên trái của Chúa. Dạ, con tin đứng bên trái. Muốn đứng bên trái của Chúa. Bên phải. Mình không tin bên nào cũng được, con nói lại thôi. Thưa chị em, bên nào cũng được. Bên trái, bên phải, đâu có phải là bên. Đúng là chị ấy nói, bên nào cũng được. Miễn là mình tin hạnh vào Chúa. Nếu tôi đứng bên trái của Chúa mà tôi bảo với Chúa rằng lạy Chúa xin thương xót con thì con lại hẹn tội lỗi, được không? Không được, mày có nói mày phải sang bên phải. Có phải như vậy không? Và bên trái thì bảo ông có con, ông cứu ông đi, con bị ung thư vú này đó, Chúa ơi, Chúa cứu con đi. Chúa bảo mày nói vậy là chạy sang bên trái, có cần vậy không? Không. Nếu có
con tín thác vào Chúa thì bên trái hay bên phải cũng là lòng thương xót của Chúa. Trong trái tim của Chúa, bên trái hay bên phải cũng là trái tim. Có phải bên trái là không phải trái tim, bên phải mới là trái tim không? Không. Cho nên Matthew nói bên trái là sự thách thức, bên phải là sự tín thác. Nếu mà mình tín thác vào Chúa thì ngay lập tức mình chạy vào bên phải. Nếu mình nghi ngờ, mình thách đố thì ngay lập tức mình chạy sang bên trái. Nếu mình đang ở bên trái nhưng mà mình sám hối như cái cô bé lúc nãy của Linh, anh sẽ có thấy một cái điểm nó đau xót như thế này không? Mình là người tôn giáo, mình đi khấn đi cầu nguyện, vậy mà phải để cho một cô bác sĩ không công giáo nói với mình là phải chạy đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa đi, mà nói 5 lần 7 lượt mới xin đi, sẽ nghe nó xót xa. Đáng lý ra cái cô ấy, cô có đạo ấy phải là người nói với người bác sĩ không có đạo là tôi không sợ đâu, tôi có lòng thương xót của Chúa, phải vậy chứ phải không? Cho nên người không có đạo thì là tín thác, kẻ có đạo thì là thách thức. Mình sẽ thấy một cái sự thật đau lòng như vậy. Và Chúa là ta đau lòng vô cùng khi mà biết bao nhiêu người được ta tuyển chọn ưu tiên đặc biệt thì lại nghi ngờ lòng thương xót của ta. Những người được Chúa lựa chọn ấy, là những giáo sĩ đấy, là những người mà được Chúa lựa chọn riêng đấy, ưu gọi riêng đấy, thì lại thách thức lòng thương xót của Chúa. Trong khi biết bao nhiêu con người đau khổ, bệnh tật, đói khổ, những người dân nghèo, chốt nát, quê mùa, thì lại một lòng tín thác vào Chúa. Còn những người có chức, có quyền, những người có địa vị, có học thức, thì lại thách thức, đó là mê tín. Giờ mình thách thức không? Ôi, mình đi cầu đi con Chúa, con Chúa hỏi mình không? Ôi, đó là nhảm nhí, thách thức vào Chúa. Thách thức vào Chúa thì mày chết như thế này là đáng tội của mày rồi, chứ không còn lưu vô gì nữa. Không có tín thác vào Chúa, không đón nhận lòng thương xót của Chúa thì chỉ còn là sự công thẳng mà thôi, thưa anh chị em.